Một người đã chết sau vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra vào sáng 17 tháng 6 năm 2018 tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, lúc này anh Nguyễn Văn Phương Duy, 20 tuổi ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, chạy xe máy lưu thông trên đường Lê Văn Khương theo hướng quận 12 đi huyện Hóc Môn. Khi vừa tới trạm xe buýt Hiệp Thành thuộc phường Thới An, quận 12, xe máy đã va chạm với xe tải mang biển số 64C03521 lưu thông cùng chiều vụ va chạm làm anh duy ngã xuống đường bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết sau đó tai nạn khiến giao thông qua khu vực ủng ứ lực lượng chức năng đã đến điều tiết giao thông xử lý hiện trường